Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel Vũ Đài Gaming. Ngày hôm nay chúng ta sẽ quay trở lại với mùa online ở season 19. Thì trong những ngày đầu xuân của năm mới, năm 2024, thì mình cũng có lời chúc đến anh em cùng toàn thể gia đình một năm mới an khang thịnh vượng và gặp nhiều may mắn. Và quay trở lại với video ngày hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục trải nghiệm với nhân vật Ika ở season 19. Ika là một trong những cái nhân vật mới được WebGen cho ra mắt ở mùa online season 18, và sức mạnh của em nó thể hiện cực kỳ rõ ở season 18 với khả năng đi trên cực kỳ khỏe so với mặt bằng chung và các cái nhân vật còn lại. Ngoài ra em nó rất là ảo diệu khi mà trong quá trình đi PVP, sức mạnh của em nó cực kỳ tăng tiến khi mà cực kỳ khỏe và trâu trỏ nha mà, gần như đứng trù so với một nhân vật DK. Nhưng lượng đam của em nó thì lại là cực kỳ dày giống như một nhân vật em. Đó là lý do tại sao mà em nó được búp phần trăm sức mạnh đi theo dòng nhanh nhẹn cực kỳ nhiều. Vậy những cái đặc điểm đó có được giữ lại ở season 19 hay không? Bây giờ mình và anh em sẽ cùng tìm hiểu sơ qua về Illusion Knight ở mùa online season 19. Và bắt đầu video ngày hôm nay, chúng ta sẽ trải nghiệm em nó một chút ở bảng C. Và đối với bảng C, khi mà update lên season 19 và hoàn thành nhiệm vụ Master 5, thì mùa nhân vật Illusion Knight của chúng ta bây giờ đã được đổi tên thành Phantom Pain Knight. Và cấp độ của em nó sẽ được tăng thêm là 1600. Và với lượng pool như vậy thì em nó có thể sử dụng pool như sau: sức mạnh sẽ là 394 điểm để sử dụng vũ khí cũng như là áo quần. Ngoài ra em nó sẽ dồn hết tất cả các điểm vào nhanh nhẹn, và lượng nhanh nhẹn em nó có đạt được là 2408 lượng nhanh nhẹn cơ bản và 1143 điểm đối với nhanh nhẹn cao tăng thêm. Và ở đây mình anh em cũng có thể để ý tốc độ đánh của em nó hiện tại là max ping, tức là 350/350, và lượng phòng thủ là 13.500 khi mà em nó đang sử dụng một con UR nhé. Rồi, đối với các chỉ số bảng C như thế thì phần trăm ra sao? Phần trăm của em nó sẽ là crit đam sẽ là 72, challenge đam là 49, double đam 28, triple đam 17, và chuyên giáp sẽ là 20%. Đó. Rồi, để sử dụng được, mình quên nói một điều nữa, lượng anti-cap power của em nó chỉ vào khoảng 1245, là lượng sức mạnh tấn công thấp nhất, và sức mạnh tấn công cao nhất sẽ là 12915 điểm sức mạnh tấn công nhé. Và em nó sẽ sử dụng là một cái vũ khí kiếm Blade Apple level 1400 với sức mạnh yêu cầu sẽ là 394 điểm, và nhanh nhẹn sẽ là phải 1241 điểm sức nhanh nhẹn mới có thể sử dụng được. Ở đây thì mình đã khảm giảm sức mạnh yêu cầu xuống 50 điểm nhé. Chất thần thì vẫn sẽ sử dụng là Set Lightning Illusion Knight với sức mạnh yêu cầu là 337 và nhanh nhẹn yêu cầu là 944. Ở đây thì mình đã sử dụng một áo choàng cấp 5 cho nhân vật Illusion Knight của chúng ta, và áo choàng này chỉ có việc là tăng speed lên 12 thôi nha mà. Không, mình chưa kiểm ra được một cái áo choàng có dòng ngon hơn. Và Wing Attack Power của nó vẫn là 273 điểm nhé. Và tỷ lệ hấp thụ và giảm sát thương đi cũng vẫn là 70-73, giống như là áo choàng cấp 4. Vậy đối với các trang bị như thế và chỉ số thể hiện ở bảng C thì sức mạnh của em nó ra làm sao? Bây giờ mình sẽ cùng với anh em đi đến map Tết Đam, và chúng ta sẽ cùng trải nghiệm Skill Master 800 cũng như là Skill Master 5 của Illusion Knight ở mùa online season 19. Rồi, mình vừa đưa nhân vật Ika của chúng ta đến với chỗ test đam và test skill. Bây giờ mình sẽ cùng với anh em đổi con UR này thành sỏi vàng, tức là sỏi hoàng kim nhé nhé. Đầu tiên mình sẽ sử dụng skill master 800 và skill master cơ bản trước cho anh em thấy. Đây là skill cơ bản của em đó. Mình sẽ thu lên một tí. Đây anh em có thể thấy skill cơ bản quạt trả của em nó thì gây ra lượng sát thương lớn nhất là 1.260.000. Ui, rất là ghê gớm đấy nhé. Và mình sẽ để bảng C một bên cho anh em tham khảo. Rồi, sau khi búp hết này nha, mình sẽ búp hết tất cả mọi thứ và chúng ta cũng đam lại một lần nữa, 1.260.000 nha nhé. Rồi bây giờ mình sẽ sử dụng skill master 800 cho anh em thấy. Đây là skill master 800. Lượng đam cao nhất là bao nhiêu đây? 1.030.000, còn thấp hơn skill master cơ bản anh em ạ. 1.549.000. Khi sử dụng skill master 5 nha nhé, master 800. Nhưng mà tỷ lệ ra được 1.549.000 khá là thấp anh em ạ. Rồi,
chúng ta sẽ dừng lại một nhịp và kiểm tra xem skill Master 5 của em nó. Skill Master 5 của em nó sẽ có tên là Bladestorm of Duration, tức là nâng cấp. Với sức mạnh nhanh nhẹn yêu cầu sẽ là 1150 điểm nhanh nhẹn, rank sẽ là rank 6. Mana tiêu tốn sẽ là 10 điểm năng lượng, cũng như là cột tím AG tiêu tốn sẽ là 10. Và basic skill đam sẽ là 528 cộng với 269 đam thuộc tính. Và bây giờ sẽ kiểm tra thực tế lượng đam của em nó như thế nào. Đây, kết hợp giữa skill cơ bản là skill chain flash và skill master 800 nhé. Nó kết hợp hai skill lại với nhau đấy nhé mà. 1.593.000 hơn skill master 800 một chút thôi anh em ạ. Và hơn rất nhiều so với chain flash skill cơ bản. Đây là mình sẽ sử dụng skill cơ bản. Anh em thấy đây là skill cơ bản của em nó. Và đây là skill master 5 của em nó. Kết hợp hai skill lại anh em ạ. Quạt trả đá hưởng luôn nha anh em. Rồi bây giờ mình sẽ auto xem. Mình sẽ auto với skill master 5. Boom. Đó. Chúng ta sẽ check lượng tổng đam trên 1 giây, tức là DPS đam per second, đam per second nha anh em. 5.3. 5.3 là vẫn cao hơn nhân vật F hồi bữa anh em nhỉ. Vẫn cao hơn F. Nhưng mà lượng đam mình cảm giác không được dày. Lượng đam nó sẽ không được dày so với các nhân vật F lần trước. Đam 1 triệu ra khá là nhiều, còn 1.593.000 thì ra khá là thấp. Cũng ổn đấy anh em ạ, 5.6, 5.7 trên 1 giây. Tấp cuối đây anh em ạ. So với các nhân vật giống như là DK, RF, thậm chí là Lumeria thì nhân vật này đã có một lượng đam trên 1 giây khá là thấp. Nhưng chúng ta hãy đi đến với map cuối cùng, đó chính là map Iceland, và để xem khả năng đi trên của em nó có tốt không hay là giống như nhân vật em. Lượng đam trên 1 giây thì rất là thấp, nhưng mà khả năng đi trên thì hết đức chậm anh em ạ. Rồi, mình vừa đưa nhân vật IK của chúng ta đến với map Iceland là mốc cuối. Ui, game kìa anh em. Mình sẽ nhít qua một chút để vào tâm đánh ok hơn. Trời ơi, nó quạt gần như là hết. Phải quái luôn rồi anh em. KDA 1.14 và đang giảm dần. Chúng ta sẽ đợi quái ra ổn định và đợi thêm một thời gian nữa thì chúng ta mới biết được tổng đám cũng như là khả năng clear quả của em nó khi đi trên thì có tốt hay không. Nhưng mà nhìn về khả năng clear quả như vậy thì em nó đi trên cực kỳ khỏe anh em ạ. IK vẫn giữ phong độ như ngày nào với cái khả năng đi trên của một nhân vật vừa được ra mắt. Trời ơi anh em nhìn kìa, ngang ngửa với F lần trước, thậm chí là ngang ngửa với RF và GL. Dù rằng một hit đam của em nó không thể clear quả được, nhưng mà đám khá là dày khi mà đi trên quái anh em. Lượng target lên quái vật rất là lớn. Anh em để ý kìa, nó target gần như hết quái vật trên bản đồ mà anh em có thể thấy. Rồi clear xong luôn rồi. 0.65, 0.64. Cao hơn so với nhân vật F hôm trước chúng ta tẹt chứ nhé. Điều này cũng là dễ hiểu khi mà lượng đám cao nhất của em nó đạt được là 1.350.000 ở map Iceland. Và khả năng quái mà bị dính skill thì gần như là toàn map. Và cộng thêm đó là lượng đám của trên một quái vật rất là dày, ngang ngửa với F. Những điều đó dẫn đến khả năng đi trên của em nó cao hơn F cũng là điều hiển nhiên thôi anh em. Hiện tại ở Season 19 thì mình cảm giác là nếu như mà anh em đi trên cũng như là đi KSBC thì nó sẽ chia lại những cái dòng nhân vật rõ ràng anh em ạ. Ví dụ như đi KSBC thì anh em có thể chọn là RF và GL, hoặc là Lemuria là một trong những cái dòng nhân vật mà có lượng tổng đám DPS trên 1 giây rất là cao và đám rất là nhanh. Đổi lại đi trên thì ngoài những nhân vật đó thì anh em còn có thể sử dụng các nhân vật giống như là IK, F, thậm chí là Summoner vẫn có thể đi trên được. Và mình nói trên ở đây chỉ là đi trên solo nha anh em. Solo map tức là một mình anh em đi trên, thậm chí không cần F book, không cần bất kỳ một con nào đi phụ trợ. Như này thì nó còn đi trên tốt hơn cả nhân vật DK của chúng ta đấy anh em. Quá là khỏe.
và để có thể đạt được khả năng đi trên như vậy thì bảng Master 5 của em nó có gì đặc biệt hay không? Mình sẽ cùng với anh em kiểm tra thẻ bài của em đó. Và đây là thẻ bài của một nhân vật IK và đây cũng như là một hướng build mới cho anh em sau này có thể áp dụng. Đối với nhân vật Illusion Knight thì chúng ta sẽ sử dụng là extra damage chính là AOE, damage diện rộng. Và skill của chúng ta sẽ sử dụng là một skill duy nhất chính là Blade Storm of Duration và mình đang để mắc thẻ cộng 5 với khả năng skill attack power tăng thêm là 154 điểm, tăng tầm đánh lên 1 và tăng HP lên 150. Và đối với thẻ màu xanh lá cây thì sẽ là tăng mana lên 150 điểm và đối với thẻ màu tím sẽ là tăng cột tím lên 75 điểm. Và cả chỉ số về skill attack power thì nó thể hiện giống như anh em đã thấy trên màn hình, 125 do mình đang ở thẻ cấp độ bốt. Và đối với thẻ màu xanh nhất biển cũng như là cả các thẻ còn lại thì anh em để ý bên tay trái mình sẽ bên tay phải mình sẽ luôn luôn sẽ sử dụng là tăng đam thuộc tính. Thẻ thứ hai sẽ là tăng đam của cảnh cấp 5. Thẻ thứ ba sẽ là tăng đam cao nhất có thể có. Thẻ thứ tư sẽ là tăng phòng thủ của cảnh cấp 5. Và thẻ thứ năm sẽ là tăng Mastery Attack Power, tăng đam của anh em lên 336 điểm. Bên tay trái thì anh em sẽ sử dụng cho mình là tăng lượng đam thấp nhất lên 108 điểm, lấy nhanh nhẹn cao nhất có thể, tăng đam mỗi level 20. Và đối với các skill mà sử dụng diện rộng, đam quả diện rộng thì anh em nên dùng cho mình là tăng đam của dòng Wide Area Crit Dam lên 0.63% anh em. Và cũng như là tăng tiếp lượng sát thương trên một hit của dòng đam diện rộng lên 70 điểm. Tương tự như vậy anh em sẽ sử dụng cho mình đối với các dòng thẻ bài màu xanh lá cây cũng như là màu tím. Ở đây thì anh em sẽ để lựa chọn cho mình là thẻ Elite. Và thẻ Elite của chúng ta sẽ sử dụng là tăng Crit Dam ở bên phải và tăng Double Dam ở bên trái. Ở bên phải tiếp tục thẻ màu xanh lá cây mình sẽ sử dụng là xuyên giáp. Và bên phải đúng ra mình sẽ sử dụng là Excellent Dam anh em. Nhưng mà do mình đang khảm bị lỗi thứ tư, nếu như mà mình tháo ra và khảm lại chắc chắn là sẽ khảm được thẻ Electro Crit Card này. Và đối với thẻ màu tím thì anh em sẽ sử dụng cho mình là thẻ tinh nhánh, tăng Triple Dam lên 3% và tăng Dam Skill Dam lên 4.6% đối với thẻ màu tím bên tay trái. Nên đây là sơ bộ của mình hướng dẫn anh em một cái thẻ bài để anh em có thể áp dụng đi trên PVM. Khi mà đi PVP thì anh em sẽ đổi lại cho mình bởi các dòng thẻ loại 1 là tăng đam thuộc tính và tăng phòng thủ thuộc tính anh em. Rồi chết rồi này anh em, vẫn có khả năng chết này. Rồi mình sẽ về map Davia, Davia 3 tỷ anh em. Davia 3 đó là lý do tại sao mình lại không tẹt đam ở map này nữa này anh em. Đấy, admin đang để rất là nhiều cái Feria Crypto Orb này dẫn đến là chúng ta nhìn đam rất là khó và lượng normal đam trên giấy rất là nhiều. Thì chúng ta sẽ không có sự so sánh đối với các cái nhân vật trước, khi mà các cái nhân vật trước của chúng ta chỉ tẹt trên một Feria Cycle Orb này thôi. Nhưng mà bây giờ nó có đến tận 6 cục thì anh em tẹt nó sẽ không chuẩn. Và trên đây là video của mình hướng dẫn cũng như là review cách build một nhân vật Illusion Knight ở season 19 của mùa online. Và hy vọng anh em sẽ thích cái video này và anh em đừng quên ủng hộ mình bằng cách nhấn like cũng như là đăng ký kênh để không thể bỏ lỡ các cái video tiếp theo của mình ở mùa online season 19. Ngoài ra anh em có thể lì xì cho mình bằng cách donate qua tài khoản Momo bằng cái mã QR đang hiện ở trên màn hình. Và bye bye và hẹn gặp lại anh em ở các video tiếp theo. Bye.